Ngôn sứ Zakaria kể lại việc dân ngoại tuôn đến Jerusalem lời tiên tri này trở thành hiện thực nơi giáo hội chúa kitô nơi hết thảy mọi dân tộc trên thế giới đều được mời gọi đến tôn thờ một thiên chúa duy nhất chân thật bài trích sách ngôn sứ zakaria đức chúa các đạo binh phán thế này các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng nào ta cùng đi làm cho nét mặt đức chúa dịu lại và tìm kiếm đức chúa các đạo binh cả tôi nữa tôi cũng đi các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđa mà nói: Chúng tôi muốn đi với anh em vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em đó là lời Chúa.